Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 129. Chương 1281, thằng chó con ba. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, một kế hoạch cẩn mật hình thành ở trong đầu hắn. Trương Nguyên Thanh lập tức sao chép lại nội dung hai tin nhắn. Tiếp theo, hắn lấy ra Đại La Tinh Bản. Hắn tính lợi dụng Đại La Tinh Bản thôi diễn, đạt được gợi ý, xác nhận Mary đẫm máu khi nào sẽ đi Lâm Hạnh gã trai bao kia. Hắn có tư liệu chi tiết của Mary đẫm máu, có địa chỉ của trai bao, điều kiện đủ. Lấy tay chộp về phía hư không, lấy ra một cái tinh bản đúc bằng sắt đen, mặt la bàn khắc chu thiên tinh đấu, chấm nước sơn bạc giống như một mảng ngân hà lấp lánh trong màn đêm. Trương Nguyên Thanh một tay đè mặt la bàn, chậm rãi đưa tinh thần chi lực vào, ánh sao như mộng ảo giống như nước chảy, dọc theo mặt la bàn chảy xuôi, thắp sáng chu thiên tinh đấu khắc trên nó. Một giây sau, sao bắt đầu, sao tử vi, 24 tinh túc vân vân, từng tinh tượng thoát ly tinh bản, giống như hình chiếu 3D, ngưng tụ giữa không trung. Sau đó, chu thiên tinh đấu ở trong phòng nhanh chóng xoay tròn, chế tạo ra thức hải tinh tú hoa mỹ. Mười mấy giây sau, vòng xoáy tinh tú hóa thành hào quang lao về phía mi tâm Trương Nguyên Thanh, tiến vào trong đầu hắn, đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Một ngự tỷ dáng người cao gầy, mặc áo da, vẻ mặt quyến rũ đẩy ra cửa gian phòng ngủ nào đó. Cô trang điểm đậm, môi màu đỏ tươi, nhưng ngũ quan diễm lệ, nền tảng vô cùng tốt, có thể chống đỡ được trang điểm đậm. Căn cứ tinh tượng biểu hiện, một màn này sẽ xảy ra ở 9 rưỡi tối ngày mai. Lịch ngày cùng thời gian, đúng là thứ tinh tượng am hiểu nhất. 9 rưỡi tối ngày mai, cũng tốt, như vậy liền cho mình thời gian đi hóa giải trả giá của Đại La Tinh Bản. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn trời, ngẩng đầu rời khỏi phòng ngủ. Hôm sau, 9 giờ tối, khu Chiêu Môn, tiểu khu Vịnh Ngọc Thủy. Ngọc Diện Lang Quân ăn xong bữa tối, cẩn thận quét tước một lần căn hộ 120m², vẻ mặt than thở mang roi ra, còng tay, ngọn nến, bịt miệng, quả cầu dây thép, kim cô. Các đạo cụ tình thú trong hòm giữ đồ lấy ra. Bộ dáng hắn cực kỳ tuấn tú, môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, là loại hình chó sữa gầy rất được quý phụ thích. Nhưng thật ra hắn không thích làm phe yếu thế. Hắn càng hy vọng bạn lữ là em gái dễ thương như chim nhỏ nép vào người. Nhưng hiện thực vĩnh viễn là bất đắc dĩ, hắn bây giờ là trai bao của Mary đẫm máu. Trước kia đi theo bánh bao máu người lăn lộn, mê chết mệt sống, cẩn thận thấp thỏm, kiếm còn không nhiều. Từ lúc trở thành trai bao của Mary đẫm máu, địa vị ở Linh Năng hội lập tức đề cao, đãi ngộ cũng tốt lên, nhiệm vụ nguy hiểm không tới lượt hắn. Ngẫu nhiên Mary đẫm máu còn có thể bắt tù binh một hai vị nghề nghiệp hợp pháp, cung cấp danh vọng cùng công tích cho hắn, cuộc sống rất dễ chịu. Trừ mỗi lần cô gái điên kia Lâm Hạnh đều sẽ tra tấn hắn vết thương chằng chịt, thật sự không có khuyết điểm gì nữa. Nhưng có được thì phải có mất thôi, cắn môi nắm chặt giường, mệt chút vẫn tốt hơn đi làm. Về phần những kẻ kia ở Linh Năng hội châm chọc khiêu khích sau lưng, Ngọc Diện Lang Quân là không để ý. Thời buổi này, phụ nữ vì tiền tài bán rẻ thân thể nhiều, dựa vào cái gì đàn ông lại không được. Hôm nay, nữ nhân kia lại muốn đến đây, cô ta có bệnh sạch sẽ, cho nên Ngọc Diện Lang Quân trước tiên quét tước sạch sẽ căn hộ, lấy ra đạo cụ cô ta trung tình. Nhìn những đạo cụ này, Ngọc Diện Lang Quân lại nhịn không được thở dài. Lúc này, một ánh sao như mộng ảo từ trong phòng ngủ dâng lên, ngưng tụ thành một người trẻ tuổi dung mạo tuấn lãng. Ngươi là ai? Ngọc Diện Lang Quân biến sắc hẳn. Hắn chỉ là một vu cổ sư cảnh giới siêu phàm, chưa từng tiếp xúc tinh quan, không nhận ra đây là tinh độn thuật. Nhưng không trở ngại hắn làm ra ứng đối, lập tức mắt hóa thành mắt kép của côn trùng, đàn, da mọc ra chất sừng, rắc. Đột nhiên, đầu hắn xoay một vòng 360 độ, hai tay hai chân cũng vậy, rắc rắc, vặn ra phía sau. Chỉ một tích tắc, vị vu cổ sư cấp 3 này liền thành thi thể tay chân quỷ dị vặn vẹo, cổ thành dạng xoắn quẩy. Đinh, ngài giết chết một vu cổ sư, thưởng 20 điểm danh vọng. Tiếng linh cảnh nhắc nhở vang lên đúng giờ. Bóng ma mặc áo cưới từ sau lưng thi thể Ngọc Diện Lang Quân bay ra, hướng về Trương Nguyên Thanh nhún chân cúi người, phu quân. Nương tử làm không tệ. Trương Nguyên Thanh nâng tay, lòng bàn tay ngưng tụ thái âm lực, thò vào dưới khăn voan, nhéo nhéo cái cằm nhọn của quỷ tân nương. Quỷ tân nương vui mừng, e lệ một phen, sau đó liền bị phu quân nuốt vào trong bụng,
thu về trong cơ thể. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lấy ra mũ nhỏ màu đỏ tam giác mềm nhũn, đội ở trên đầu, nâng tay hướng về thi thể trên sàn quét một cái, đưa hắn vào không gian bên trong mũ nhỏ màu đỏ. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1282, Thằng chó con 4. Ngay sau đó, hắn lột sạch áo, quần, giày của mình, thu bọn nó vào không gian bên trong mũ nhỏ màu đỏ. Cuối cùng, hắn lấy ra da người hoàn mỹ, da người mỏng như cánh ve dính ở trên người nhất thời hòa tan, như chất lỏng bò đầy toàn thân. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh liền biến thành bộ dáng ngọc diện lang quân. Phù, hắn lúc này mới khẽ thở phào. Trước khi hành động, Trương Nguyên Thanh đã làm kế hoạch chi tiết, trong đó, ngụy trang thành ngọc diện lang quân là một màn ắt không thể thiếu, bởi vì Mary đẫm máu mỗi ngày đều sẽ cầu phúc cho bản thân. Cái này có thể khiến ả sớm cảm ứng được mai phục, do đó thay đổi hành trình. Nhưng da người hoàn mỹ có thể khắc chế cầu phúc, đạo cụ có thể ghép nối nhân quả này từ trình độ nào đó mà nói cực kỳ đáng sợ, biến thành ngọc diện lang quân. Hắn liền thật sự trở thành ngọc diện lang quân, mà ngọc diện lang quân là không thể cũng không dám mai phục Mary đẫm máu. Sau khi thành công biến thành ngọc diện lang quân, Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua điện thoại di động, trong đầu không chịu khống chế hiện lên một ý niệm. Không ổn, sắp 9 rưỡi rồi, Mary đẫm máu sắp đến rồi, mình phải nhanh chóng mặc vào quần áo ả thích, bằng không ả sẽ tức giận. Sau đó, hắn tự nhiên mà vậy mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục hải quân nam giới, trang phục thủy thủ dụ hoặc. Một cái quần đùi màu đen, ở giữa mang theo khóa kéo, một cái mũ hải quân màu trắng, một cái đai an toàn, một cái áo màu đen không có nút thắt. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục của mình, xấu hổ một phen, thầm nhủ, hóa, xấu hổ chết mất. Vừa vặn lúc này, tay nắm cửa phòng ngủ vặn rắc một tiếng, tiếp đó mở ra, dáng người cao gầy, mặc áo da ngự tỷ, đẩy ra cửa phòng. Cô trang điểm cực kỳ diễm lệ, tuổi hơn 30, môi màu đỏ tươi, mắt long lanh nước dập dờn xuân tình, lại cực kỳ sắc bén, mang theo một loại cường thế nhìn ai cũng là loài bò sát. Mary đẫm máu, cô đảo ánh mắt, nhìn lướt qua phòng ngủ, đảo qua đạo cụ trên bàn tròn thủy tinh, tiếp đó dừng ở trên người ngọc diện lang quân. Khóe miệng cô nhếch lên, hài lòng gật đầu, khinh miệt cười nhạo nói, thằng chó con, chờ không nổi nữa à, xem cái bộ dáng đĩ này của cậu kìa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, ngươi con mẹ nó mới là thằng chó con, nhưng ngoài miệng lại tự nhiên mà vậy nói ra, đáng ghét, đừng nói người ta như vậy. Trong nháy mắt nói ra lời xấu hổ, Trương Nguyên Thanh có loại cảm giác mình là thiếu nữ 16 tuổi nhu nhược, đang đối mặt một ông chú đáng khinh. Loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng ở lúc Mary đẫm máu lắc mông đi lên, một tay đẩy ngã hắn ở trên cái giường lớn mềm mại. Lúc này, Trương Nguyên Thanh ngã chỏng vó ở trên giường, Mary đẫm máu một tay chống giường, đầu ngón tay một tay khác chạy ở ngực, sau đó dọc theo đường nét cơ bắp, trượt đến cơ bụng. Cô nhếch lên khóe miệng màu đỏ tươi, giọng điệu bao hàm hài lòng, không tệ, gần đây có luyện cơ bắp hẳn hoi, hình thể không to không gầy, vừa vặn đủ. Trước kia cậu chỉ là thằng chó con. Trương Nguyên Thanh cảm thấy rất xấu hổ, nhưng hắn lại nói ra lời nghĩ một đằng nói một nẻo, bảo bối, chỉ cần là chị yêu cầu, tôi đều sẽ dốc hết tất cả đi thỏa mãn. Tôi vĩnh viễn đều là bề tôi dưới váy của chị. Lúc nói như vậy, trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên lời lúc ngài Bill giới thiệu ra người hoàn mỹ, khoác nó lên. Có thể biến ảo thành bộ dáng bất luận kẻ nào, cậu sẽ tiếp nhận toàn bộ mọi thứ của mục tiêu, cùng làm ra tính cách, thói quen, phương thức nói chuyện vân vân phù hợp nhân vật mục tiêu, sẽ không lộ ra sơ hở gì, cho dù là người quen thuộc nhất, cũng không cách nào nhìn thấu phá. Gánh vác nhân quả là tính cưỡng chế. Ở trong lúc duy trì thân phận ngọc diện lang quân, hắn không thể phản kháng nhân quả, không thể lấy ra đạo cụ thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn, không thể thi triển kỹ năng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bởi vì hắn bây giờ là ngọc diện lang quân. Đương nhiên, sau khi cởi ra người hoàn mỹ, loại trạng thái gánh vác nhân quả này sẽ kết thúc. Nhưng Trương Nguyên Thanh bây giờ còn không thể cởi ra người hoàn mỹ, hắn dẫn Mary đẫm máu tới phòng khách, ở nơi đó mở ra pháp bảo âm dương pháp trận sẽ cực hạn ở trong căn hộ này. Bên ngoài đã không nhìn thấy hiện tượng lạ trận pháp dẫn phát, cũng sẽ không lan đến hộ gia đình trong tòa nhà. Trong phòng ngủ không được, phòng ngủ ở góc,
cách một bức tường chính là hộ gia đình cách vách. Hơn nữa, trận pháp sẽ mở rộng đến ngoài cửa sổ. Mary đẫm máu trực tiếp đứng dậy, đi đến bên bàn tròn, từ ô vật phẩm lấy ra một cái lư hương ba chân, châm một cây hương đỏ to bằng đầu ngón tay, điểm hỏa. Trong làn, khói uốn lượn, một mùi thơm ngọt ngào tràn đầy trong phòng, không tính là đậm, lại đủ ngân nga, làm huyết mạch người ta căng lên, không chịu khống chế nghĩ tới niềm vui giường chiếu, khát vọng tình yêu. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1283, nháy mắt giết địch 1. Tiếp theo, Mary đẫm máu cởi áo khoác, cởi áo thun cùng quần dài, mặc một món nội y ren màu đen, thuần thục châm ngọn nến. Cô một cầm sáp, một tay cầm cây roi da nhỏ, cười mỉm nói, con chó được ti tiện, cậu cảm thấy chị quất cậu nơi nào trước đây? Nữ sĩ, chị bình tĩnh một chút, có chuyện từ từ nói. Trương Nguyên Thanh bây giờ không thể ra tay, chỉ có thể dựa vào lẩm bẩm để giảm bớt cảm xúc không ổn trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, Mary đẫm máu đứng ở mép giường, mặc nội y ren màu đen, thân thể trắng bóng ở dưới ánh đèn dị thường chói mắt. Dáng người cô tỷ lệ vô cùng tốt, ngực bự mông cong, dung nhan cũng rất diễm lệ, thật là một người đẹp chất lượng tốt. Bằng không cũng sẽ không được ma quân coi trọng, cô nếu không xinh đẹp, nhắm chừng ma quân tùy tay là giết rồi. Bảo bối nhỏ, chị thích quất ở nơi nào, thì quất nơi đó. Trương Nguyên Thanh tự giác nói ra lời phù hợp thân phận. Sau đó, hắn dành ở trước khi Mary đẫm máu quất roi ra, nói, thân ái, tôi đề nghị đi phòng khách ngoạn, nơi đó càng rộng rãi hơn, chơi càng tận hứng hơn. Cái này cũng là lời phù hợp hình tượng ngọc diện lang quân. Khóe miệng Mary đẫm máu nhếch lên, nụ cười khinh miệt lại thú vị, xem ra lần trước để cậu học làm chó bò, cậu còn nghiện rồi. Được rồi lão nương thỏa mãn cậu, các người chơi hay quá. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy, tự giác thu thập đạo cụ trên bàn tròn, chuyển từng cái đến phòng khách. Trong quá trình này, Mary đẫm máu từ trong áo ra rút ra thuốc lá cho phụ nữ, đốt một điếu, thản nhiên phun ra khói trắng. Nhìn nam sủng bận rộn, chờ nam sủng thu thập xong hết đồ đạc, đưa tới phòng khách, Mary đẫm máu tùy tay ném tàn thuốc xuống sàn, chân trần dẫm tắt đi về phía phòng khách. Trong phòng khách, ánh đèn sáng tỏ, trên bàn trà bày đầy đạo cụ, nam sủng mặc quần áo thủy thủ ngồi ở trên sofa, trong ánh mắt lộ ra tình dục cùng một tia sợ hãi. Tựa như biết mình sắp nghênh đón lăng nhục như thế nào. Mary đẫm máu thích nhìn thấy đàn ông lộ ra loại vẻ mặt này, điều này làm cô có cảm giác chinh phục mãnh liệt. Nam nhân cô từng quất roi nhiều không đếm xuể, trừ từng bị ma quân coi như chó cái đối đãi một đoạn thời gian, đại bộ phận thời điểm cô đều là kẻ sử dụng bạo lực. Mà đoạn từng trải khuất nhục, nghĩ lại mà kinh đó, cũng chưa thay đổi sở thích của cô, ngược lại khiến cô trở nên càng thêm bạo ngược, càng thêm thích dẫm đàn ông ở dưới chân. Để chị nghĩ một chút trước, là nhỏ sáp nến trước, hay là quất cậu trước? Mary đẫm máu lắc lắc vòng eo khêu gợi đi tới, cúi người ở trên bàn trà nhặt lên vòng kim loại, cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, trước đeo cho cậu thứ này, đêm nay không trụ nổi 2 tiếng, chị không cho phép cậu tháo xuống. 2 tiếng. Cô buông tha tuyến tiền liệt của tôi đi, cô là muốn tôi chết à? Trương Nguyên Thanh không tình nguyện tiếp nhận vòng kim loại, trong lòng hiện lên ý nghĩ này, ý nghĩ thuộc về Ngọc Diện Lang Quân. Sau đó, hắn nhìn vòng kim loại trong tay, hiện lên ý nghĩ thuộc về chính hắn, mình vì sao phải tiếp nó? Nữ nhân này đã bị mình lừa đến trong phòng khách rồi. Nghĩ đến đây, hắn không ngụy trang nữa, ngón tay bắt lấy da thịt ở ngực, dùng sức xé một cái, tựa như Spider-Man xé rách chiến y tà ác màu đen. Một tấm da người bị hắn mạnh mẽ xé xuống. Tất cả cái này xảy ra quá mức đột ngột, Mary đẫm máu ngẩn ra một phen, ngay sau đó liền thấy rõ khuôn mặt tuấn tú kia, xa lạ mà quen thuộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn. À không, chút suy nghĩ, quay đầu liền lao về phía phòng ngủ, chuẩn bị phá cửa sổ đào tẩu. À không phải sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân là thánh giả cấp 5 đỉnh phong, luận đơn đả độc đấu, à tự tin có thể treo lên đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vào cảnh giới thánh giả. Nhưng nơi này là Tùng Hải, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây, liền ý nghĩa người của quan phương cũng đã đến. Nghề nghiệp tà ác có thể đánh du kích với nghề nghiệp hợp pháp, nhưng thật muốn ác chiến, quan phương dù sao cũng là quan phương, cổ vương cũng chưa chắc dám ra tay cứu à.
Trương Nguyên Thanh không chút hoang mang lấy ra giày hậu thổ, miếng hộ tâm kẻ bất khuất, bao tay tật phong giả, khiên tử lôi, cuối cùng lấy ra pháp bảo âm dương, vung lên đỉnh đầu. Pháp bảo âm dương đột nhiên dừng hình ảnh ở trần nhà. Mà lúc này, Mary đẫm máu vừa lao tới phòng ngủ, trước mặt liền va vào một bức tường vô hình. Hình thái cực sau lưng pháp bảo chiếu xuống từng dòng nước hư ảo, phun ra từng ngọn lửa nóng rực. Dòng nước tràn qua sảnh phòng khách, chưa thấm ướt đồ gia dụng trong phòng khách, ngọn lửa lại điểm hỏa sofa, rèm, cùng với tất cả vật thể có thể thiêu đốt. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1284, nháy mắt giết địch 2. Trong lòng Mary đẫm máu trầm xuống, da thịt trắng bóng nhanh chóng bao trùm lên một tầng chất xương lành lạnh, giống như áo giáp xương trắng cấu thành, đồng thời, ả lấy ra một cái áo choàng dính đầy vết máu khoác lên. Sau khi võ trang bản thân, Mary đẫm máu siết chặt nắm tay, dùng nắm tay bao trùm chất sừng xương trắng, ra sức đánh lên bức tường khí. Rầm, 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 liên tục ba cú đấm, bức tường khí kịch liệt run rẩy, nổi lên gợn sóng dồn dập, tựa như có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng theo Trương Nguyên Thanh xỏ vào giày hậu thổ, tường khí bên bờ vực tan vỡ nháy mắt củng cố, nổi lên vầng sáng dày nặng. Mặc kệ Mary đẫm máu đập như thế nào, đều không thể lay động nó nữa. Chỉ bằng pháp bảo âm dương, đã khó có thể vây khốn thánh giả cấp 5, cũng may có giày hậu thổ thêm vào, kích phát hiệu quả bộ trang bị, khiến phẩm chất hai đạo cụ từ trên chỉnh thể đột nhiên tăng mạnh. Đây là điểm mạnh của bộ trang bị, đậu móa nó. Mary đẫm máu phẫn nộ chửi lên, à không thể lý giải mình vì sao có thể bị nhầm vào, à mỗi ngày đều sẽ cầu phúc, nếu tiến vào Vinh Ngọc Thủy là tử cục, à khẳng định sẽ thu được gợi ý. Mặt khác, Ngọc Diện Lang Quân bị ả nuôi ở nơi này, cực ít ra ngoài hoạt động, quan phương không có khả năng nhằm vào một tên nghề nghiệp tà ác không hoạt động. Hê hê hê, ả đàn bà thối, ngươi tên Mary đẫm máu à, giày rách ma quân dùng nát rồi, cũng xứng quất roi ta. Trong lửa lớn hừng hực thiêu đốt, dâng lên một người đất thó màu đỏ, tay nó cầm một tấm khiên tròn màu vàng tím, cầm một cây đao lửa màu đỏ, ngực cột một miếng hộ tâm đồng thau. Một bên khác, khu vực dòng nước hư ảo cuồn cuộn cũng dâng lên một người đất thó màu đen, hai tay nó đeo bao tay nửa ngón tay màu xanh thẳm, phát ra tiếng răn dạy âm trầm lạnh lùng, câm miệng đi, đừng nhắc tới ma quân, ngươi cái đồ không có não. Nói xong, người đất thó màu đen không cho Mary đẫm máu cơ hội phản ứng, vung ra tay phải. Ô ô, tiếng xe gió thê lương quanh quẩn ở phòng khách, một lưỡi đao gió dài 3 mét gào thét cuốn lên ngọn lửa, chém về phía Mary đẫm máu. Mary đẫm máu khoác áo khoác dính vết máu, thân thể hạ thấp, lăn lộn tránh đi. Ông! Đao gió chém lên trên tường khí, chém ra một gợn sóng dồn dập, tiếp đó tán loạn thành gió mạnh tiêu tán. Mary đẫm máu còn chưa đứng dậy, người lửa bên cạnh ầm nổ tung, người đất thó màu đỏ rực kia hiện ra trong ánh lửa, không nói hai lời, trường đao lửa nóng rực nhắm vào đầu đánh xuống. Mary đẫm máu hừ một tiếng, đưa tay bắt trường, đao lửa, không sợ nhiệt độ cao chút nào. Ầm. À tùy tay bóp nát trường đao lửa ngưng tụ thành, một tay khác cổ tay áo rung động, nắm tay siết chặt, một chiêu pháo quyền hung hãn đánh về phía đầu người đất thó. Ở dưới cốt trùng thêm vào, nắm tay của ả chính là vũ khí tốt nhất, không thể phá vỡ, có thể một cú đấm đánh thủng tấm thép. Người đất thó lửa nâng khiên đón đỡ, keng, nắm tay đánh lên mặt khiên, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Đùng. Khiên tử lôi gặp công kích bắn ra hồ quang dày đặc, bổ vào trên người Mary đẫm máu, bổ xương trắng nổi lên vết cháy đen, bổ ả thân thể cứng đờ, con ngươi hiện ra một chút tan rã. Sau khi hóa cổ, chất sừng xương trắng tuy bao trùm 80% diện tích bên ngoài thân ả, nhưng đầu gối, khuỷu tay các khớp, môi các bộ vị cũng chưa được bảo hộ. Bắt lấy cơ hội, tấm khiên tròn trong tay người đất thó màu đỏ nóng chảy thành thiết thủy tử kim, tiếp đó ngưng tụ thành một cây chùy nhỏ 50cm, hung hãn nện xuống. Vừa vặn lúc này, Mary đẫm máu từ trong trạng thái tê liệt khôi phục, xuất phát từ tự tin đối với phòng ngự của mình, ả nâng lên hai cánh tay đón đỡ. Rầm. Trong tiếng vang nặng nề, hai cánh tay Mary đẫm máu tê dại, chỉ cảm thấy mỗi một tế bào của cánh tay đều đang rung động cao tần, mỗi một khối máu thịt đều đang phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Áo choàng dính đầy vết máu chợt lóe sáng.
thương tổn trả ngược. Bề mặt cơ thể người đất thó màu đỏ chợt sáng lên ánh sáng màu vàng đất, miếng hộ tâm trả ngược 50% thương tổn. Sở dĩ không dùng pháo lôi bạo là vì pháo lôi bạo bắn có độ trễ ngắn ngủi, hơn nữa tầm bắn không đủ. Có xác suất khá lớn bị thánh giả cấp 5 trạng thái vẫn ổn tránh đi, hơn nữa một tia chớp dạng quả cầu cần 3 ngày tích góp. Cho nên ở lúc mở ra pháp bảo âm dương, Trương Nguyên Thanh đã thay đổi ý tưởng, trước dùng chùy tử lôi đánh bị thương nặng Mary đẫm máu, nếu có thể, nhân cơ hội giết chết, không còn gì tốt hơn. Nếu không thể, lại dùng pháo lôi bạo đánh thêm phát nữa. Cho nên, hắn lấy ra miếng hộ tâm kẻ bất khuất, lại phối hợp bản thân người đất thó cứng rắn, đủ để chắn vài lần áo nguyền rủa phản sát thương. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1285, nháy mắt giết địch ba. Tùng, 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 người đất thó màu đỏ rực liên tiếp vung ra chùy tử kim, rốt cuộc ở thời điểm lần thứ tư, hai cánh tay Mary đẫm máu bật ra xương máu, hai cánh tay nổ gãy. Đồng thời, màn ánh sáng của miếng hộ tâm kẻ bất khuất ầm ầm tan vỡ. Mary đẫm máu rên một tiếng, mắt thấy chùy thứ năm đánh đến, à quyết định thật nhanh, hai đầu gối quỳ xuống, phủ phục ở dưới thân người đất thó. Tùng, động tác tay của người đất thó màu đỏ rực không hiểu sao hơi lệch đi, quả bí đỏ nhỏ sát thân thể Mary đẫm máu hạ xuống, đập lên sàn, nhưng bởi vì có trận pháp giam cầm, biến tướng thành bảo hộ của sàn, cho nên mặt sàn xi măng chưa sụp xuống. Mà Mary đẫm máu thuận thế lăn một vòng, lăn về phía khu vực dòng nước hư ảo bao phủ. So sánh, à cảm thấy người đất thó màu đen chỉ có một món đạo cụ càng dễ đối phó hơn, an toàn hơn. À vừa lăn lộn đến lĩnh vực thủy trận, còn chưa kịp đứng dậy, liền thấy người đất thó màu đen nâng lên tay trái. Thấy một mảng nước thép vàng tím gào thét ập tới, quấn quanh ở trong lòng bàn tay người đất thó, biến thành một khẩu pháo cầm tay cỡ lớn dài 30cm. Xẹt xẹt, nòng súng tối om thô to ngưng tụ lôi điện màu tím. Không ổn. Trong lòng Mary đẫm máu trầm xuống, à không dự đoán được món đạo cụ kia có thể chuyển đổi không kẽ hở ở giữa hai người đất thó. Vừa muốn tiếp tục lăn lộn, nhưng cái tay không cầm súng kia của người đất thó màu đen, trước một bước nắm thành nắm đấm. Trong nháy mắt, cuồng phong cuốn, lên dòng nước hư ảo, hóa thành sóng gió vỗ ở trên người ả. Luồng lực lượng này rất mạnh, nhưng vốn không nên sinh ra uy hiếp đối với ả. Nhưng mà lúc này hai cánh tay Mary đẫm máu đã gãy, không thể mượn lực đối kháng chiều dâng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tư thế lăn lộn của mình bị đánh gãy. Một giây sau, họng súng phun ra một quầng sáng màu tím chói mắt, bên ngoài nhảy nhót hồ quang. Ầm. Sóng xung kích cuồng bạo thổi quét phòng khách, cuốn dòng nước cùng lửa hư ảo lên trần nhà, mười mấy mét phạm vi trung tâm vụ nổ thành một vành đai chân không. Mảnh thi thể của Mary đẫm máu văng khắp nơi, chết không toàn thây. Hai người đất thó ở dưới sóng khí cuồng bạo thổi quét, lảo đảo lui về phía sau. Qua mười mấy giây, phòng khách khôi phục bình tĩnh. Ai? Khuyết điểm lớn nhất của pháo lôi bạo chính là uy lực quá lớn, đạo cụ nào cũng không lưu lại. Trương Nguyên Thanh tiếc nuối lắc đầu, kết thúc trận pháp, khoác pháp bảo âm dương, trước lợi dụng năng lực khống chế nước dập tắt lửa. Tiếp theo lấy ra điện thoại di động, gọi điện cho nữ vương, xử lý xong, phái người tới đây dọn dẹp. Sau đó, hắn hóa thành ánh sao biến mất ở trong phòng. Hôm sau, thành phố Kim Sơn. Trời tờ mờ sáng, bánh bao máu người vừa mới chuẩn bị ra ngoài đi ship đồ, liền thu được tin nhắn của hội trưởng, huyết tế. Bánh bao máu người đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó giật mình, vội vàng quay về phòng ngủ. Lấy ra cái bát đồng xanh điêu khắc cổ trùng, cổ thú, cắt cổ tay, để máu tươi chảy vào trong bát, rất nhanh tích lũy non nửa bát. Sau đó, hắn điểm hỏa cây hương màu đen, niệm chú ngữ. Miệng bát bốc lên sương khói màu máu, ngưng tụ thành một khuôn mặt diện mạo mơ hồ. Hội trưởng, bánh bao máu người quỳ gối. Mary đẫm máu đã chết, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết. Cổ vương phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, ngươi thử lợi dụng khấu bắc nguyệt kia của khách sạn Vô Ngân, mò ra chỗ ở của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta muốn tự tay giết hắn. Mặt khác, ngươi điều tra một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn là như thế nào lấy ra quỹ tích hành vi của Mary đẫm máu. Mary đẫm máu đã chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm. Trái tim bánh bao máu người điên cuồng đập thình thịch, hắn vẫn duy trì tư thế quỳ lại, không dám ngẩng đầu lên,
sợ hãi bị hội trưởng nhìn thấy vẻ mặt mừng như điên của mình lúc này. Tuân mệnh, Cổ Vương ừ một tiếng, khuôn mặt người xương máu ngưng tụ thành tiêu tán. Bánh bao máu người dập tắt hương khói, thu hồi cái bát đồng xanh, hắn im lặng vài giây, đột nhiên phát ra tiếng cười to khoái ý, càn rỡ. Chết hay lắm, ha ha ha. Cười xong, hắn cũng không để mệnh lệnh Cổ Vương trong lòng, loại chuyện này lấy lệ như thế nào cũng được. Bánh bao máu người hưng phấn là, có lẽ, hắn có thể lợi dụng Khấu Bắc Nguyệt, thời gian dài giữ sự ăn ý tương đối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Biến gã thành một cây dao mổ có thể sử dụng thích hợp, thanh trừ những kẻ nghề nghiệp tự do chướng mắt, có thủ oán, cản đường hắn. Kế tiếp, Trương Nguyên Thanh mang theo Nữ Vương, bé Trà Xanh, Lý Thuần Phong lăn lộn ở các khu của Tùng Hải, lấy các huyện thành xung quanh, săn giết từng tên nghề nghiệp tà ác trên danh sách. Chỉ một ngày thời gian, hắn tổng cộng giết chết 12 tên nghề nghiệp tà ác giai đoạn siêu phàm, thu hoạch 230 điểm danh vọng. Lại thêm đánh chết Mary đẫm máu đạt được 120 điểm danh vọng, nay giá trị danh vọng của hắn là 500 điểm. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1286, Huyễn Thuật Sư Ly Kỳ Mất Tích 1. 500 điểm danh vọng, ai, cảm giác vẫn là không đủ nha. Vệ sĩ của Triệu Phi Trần không phải chấp sự quan phương, thuộc về loại hình rất ít chủ động săn giết nghề nghiệp tà ác. Nếu đổi thành chấp sự quan phương tích lũy dày, 500 điểm danh vọng này của mình chỉ sợ chỉ đủ giết một người. Vịnh Phó ra biệt thự, trong phòng khách, Trương Nguyên Thanh nằm ở trên sofa, hưởng thụ các nữ đồng đội bóp vai đấm chân. Đứng ở phía sau hắn bóp vai là Tạ Linh Hy, gác chân là Nữ Vương. Đủ rồi, em mới 30 điểm danh vọng đó. Tạ Linh Hy nũng nịu nói, 500 điểm danh vọng đủ ca ca dùng thời gian rất dài rồi. Nữ Vương thì nói, tôi mới 110 điểm danh vọng, hơn nữa tích góp nhiều năm. Cô khác với Trương Nguyên Thanh, cô hầu như chưa từng giết nghề nghiệp hợp pháp cùng trận doanh. Cho dù gặp được một ít tán tu hợp pháp làm sằng làm bậy, Nữ Vương cũng sẽ lựa chọn bắt, giao cho phân bộ xử lý. Nếu thật sự bất đắc dĩ, ra tay đánh gục tán tu hợp pháp, phân bộ cũng sẽ cho bồi thường, trong đó bao gồm đánh chết tù binh nghề nghiệp tà ác một điều này. Trương Nguyên Thanh không để ý tới các cô trấn an, lâm vào trong trầm ngâm. Lý Thuần Phong thay Quan Nhã từng vào sinh ra tử tỏ bất bình, sau đó đưa ra đề nghị của bản thân. Cậu nếu thật muốn làm một vụ lớn, biện pháp tốt nhất là tìm được chợ đen của nghề nghiệp tà ác, tận diệt bọn họ. Chợ đen nghề nghiệp tà ác nào có dễ tìm như vậy? Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Lý Thuần Phong nhắc nhở, đứa con trai đó của cậu không phải có thể tầm bảo sao? Đó là con nuôi của tôi. Trương Nguyên Thanh sửa đúng một câu, sau đó lắc đầu, thời điểm thu thập đạo cụ đã từng thử, nó không phát hiện được chợ đen. Trên chợ đen cũng có tài liệu, thậm chí đạo cụ, nhưng tiểu đậu bỉ ở trong đoạn thời gian đó. Chưa bao giờ khai quật được một cái chợ đen nào, đây là vì kẻ tổ chức chợ đen sẽ bày ra cấm chế, ngăn cách khí tức. Mà giống vạn bảo ốc chợ đen cỡ lớn như vậy, tầng ngoài có ảo thuật, bên trong càng là phó bản bang phái. Không có chút bản lãnh, ai dám mở chợ đen? Giọng điệu Lý Thuần Phong không thay đổi, nói, tôi nhớ rõ cậu từng đạt được một cái áo choàng tầm bảo, còn không? Vẫn còn. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, bởi vì món đạo cụ này thuộc về nghề nghiệp nước ngoài, không phải đạo cụ phòng ngự, không phải vũ khí, cho nên ngày đó chưa hiến tế cho lò bách luyện. Lúc trước góp nhặt 12 món đạo cụ, lạ thêm chỗ kiếm khách cấp 5 thu được chiến lợi phẩm, tổng cộng 14 món. Mà năng lượng lấp đầy lò bách luyện, chỉ dùng 8 món, còn giữ lại 6 món đạo cụ, áo choàng tầm bảo chính là một trong số đó. Lý Thuần Phong hỏi ngược lại, vậy vì sao không khoác cho con trai cậu món đạo cụ đó thử xem, các chợ đen tổ chức lớn thành lập kia chưa chắc có thể tìm được, nhưng chợ đen loại nhỏ hẳn là không khó. Mắt Trương Nguyên Thanh hơi sáng lên, trầm ngâm gật đầu, quả thật có thể thử chút. Nghĩ đến là làm ngay, Trương Nguyên Thanh ngồi dậy, phun ra một luồng âm khí, rơi xuống đất hóa thành tiểu anh linh tóc máu thưa thớt. A ba, tiểu đậu bỉ tựa như sủng vật được dẫn ra ngoài đi dạo, vui vẻ hoạt động tứ chi, bò lung tung khắp nơi. Làm việc, Trương Nguyên Thanh thân thiết xoa cái đầu quả dưa của con trai. A ba, tiểu đậu bỉ chớp đôi mắt ngây thơ vô tà, tiếp tục bò lung tung, giống như chưa nghe hiểu mệnh lệnh của chủ nhân. Nó càng ngày càng thông minh, đã hiểu được giả ngu, ai,
đoạn thời gian đó quả thật vất vả nó rồi. Trương Nguyên Thanh hổ thẹn một phen, sau đó nói, làm xong đợt này, cho phép mày chơi game. Hắn làm ra tư thế thao túng tay cầm chơi game. Tiểu Đậu Bỉ chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn lão phụ thân vài giây, đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi a ba một tiếng, nhanh chóng bỏ về phía cửa, rất nhanh biến mất không thấy. A, à, cho dù trở nên thông minh, cũng nhiều lắm là bằng tốt nghiệp mẫu giáo, Trương Nguyên Thanh đắc ý nói. Sau đó liền phát hiện Lý Thuần Phong, Tạ Linh Hy cùng nữ vương dùng một loại ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn mình. Nguyên Thủy mấy ngày nay rảnh quá. Tôi nghe mật thám nói cậu ta mấy ngày nay ở Tùng Hải, tỉnh Giang Nam nhổ mười, mấy cái chợ đen rồi. Cầu trưởng lão giọng điệu ngưng trọng trò chuyện với Phó Thanh Dương. Chợ đen nhỏ cảnh giới siêu phàm tụ tập mà thôi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, dù sao các người mấy lão già này cũng chướng mắt con kiến giai đoạn siêu phàm. Lời không thể nói như vậy, danh vọng tích tiểu thành đại, cậu biết, hàng năm tháng 9 đến tháng 12, đối với các chúa tể mà nói, đều là một hồi khảo nghiệm tàn khốc. Cầu trưởng lão giọng điệu ngưng trọng. Không đợi Phó Thanh Dương đáp lại, lão bật cười nói, mà thôi, kệ hắn đi, hắn quậy càng ầm ĩ, càng có thể dọa nghề nghiệp tà ác tầng dưới chót, để bọn chuột trong cống rãnh đó an phận một chút. Cậu nhớ bảo hắn sau tháng 9 hạ thấp làm người. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1287, Huyễn thuật sư Ly Kỳ mất tích 2. Tổng thể mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tích cực dọn dẹp nghề nghiệp tà ác địa giới Tùng Hải, cầu trưởng lão vẫn là tương đối vui vẻ. Phó Thanh Dương ừm một tiếng, tôi đã từng cảnh báo cậu ta. Cậu ta tích góp danh vọng làm cái gì? Thanh âm cầu trưởng lão bỗng nhiên trầm thấp. Phó Thanh Dương thẳng thắn, vẻ mặt lúc đó của cậu ta nói cho tôi biết, cậu ta đang làm chuẩn bị cho giết thánh giả cùng trận doanh. Cầu trưởng lão thở dài một tiếng, được rồi. Cái này cũng không phải việc gì hiếm lạ, đại bộ phận con cưng của trời cường thế đều sẽ có ý thức tích góp giá trị danh vọng cùng đạo đức. Thứ trước chuẩn bị cho việc giết linh cảnh hành giả cùng trận doanh, thứ sau là bảo đảm mình ngày nào đó giết hại người vô tội không bị linh cảnh truy nã. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn có tiền án, hắn làm chuyện này đặc biệt khiến người ta mẫn cảm. Trầm mặc một lúc, cầu trưởng lão nói, tổng bộ hôm nay gọi điện thoại hỏi tôi, lặp đi lặp lại xác định Mary đẫm máu có phải thật sự là cậu ta giết hay không. Tôi nói tôi không ra tay. Phó Thanh Dương nói, cũng gọi điện thoại hướng tôi chứng thực rồi, tiểu tử này. Cầu trưởng lão cười ha ha nói, tổng bộ không quá tin tưởng cậu ta có thể một mình một ngựa xử lý một vị thánh giả cấp 5 đỉnh phong. Đây là chiến tích thật đó, rất nhiều thiên tài giai đoạn siêu phàm, ở sau khi tấn thăng thánh giả, nhiều lắm là tinh anh. Tổng bộ bây giờ là vừa vui vẻ vừa lo âu nhỉ. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, cũng có khả năng sẽ càng thêm chú trọng vấn đề tâm lý của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cường độ mài giũa cậu ta cũng sẽ tăng thêm. Cầu trưởng lão thở dài nói, đây là điều không thể tránh khỏi, dù là nguyên soái lúc trước cũng từng bị chèn ép. Mà cho dù là bây giờ, cô ấy cũng phải cắt đứt nhất định với phó gia. Ngũ Hành Minh có thể giao cho cô ấy quyền lợi tối cao, nhưng không thể giao cho phó gia. Thành phố Kim Sơn, cơm chưa qua đi, Trương Nguyên Thanh ngồi xe taxi đến khách sạn Vô Ngân. 200.000 tiền mặt, hắn từ trong ba lô lấy ra 4 cọc tiền mặt, đặt ở trước quầy. Di Tiểu Viên vẻ mặt bình thản thu hồi tiền mặt, trong ánh mắt có vui sướng nho nhỏ. Cô vẫn luôn rất thiếu tiền, khách sạn kinh doanh bất lợi, thường thường thu không bằng chi. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây, trước trước sau sau, đã cho cô gần 1 triệu. Giảm bớt đi rất nhiều áp lực tài chính đoàn đội. Tôi hôm nay không có việc gì, buổi chiều ngồi ở bên này một chút. Trương Nguyên Thanh thuận thế vòng qua quầy thu ngân, ngồi xuống ở ghế nằm nghỉ ngơi của Tiểu Viên, thưởng thức dáng người đầy đặn mê người của cô gái trưởng thành. Di Tiểu Viên, danh vọng của tôi đã tích lũy đến 1.000, nhiều như vậy. Tiểu Viên kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, vừa vặn thấy hắn đang nhìn chằm chằm mông mình ngẩn người, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hung hăng lườm hắn một cái. Trương Nguyên Thanh có tật giật mình rời ánh mắt đi. Tiểu Viên hừ nhẹ một tiếng, nói, cuối tháng 8, Vô Ngân Đại Sư sẽ triệu tập kẻ, cứu rỗi các nơi giảng pháp, khuyên bảo bọn họ hướng thiện, cậu có rảnh có thể tới nghe một chút. Tẩy não sao? Trương Nguyên Thanh theo bản năng kháng cự. Tiểu Viên cười lạnh nói, cậu có thể cho rằng như vậy.
Trương Nguyên Thanh phát hiện cô có chút cảm xúc nho nhỏ, vội giải thích, chị biết Vô Ngân đại sư là huyễn thuật sư, mà huyễn thuật sư sở trường nhất phương diện này, tôi có băn khoăn cũng không kỳ quái nha. Tiểu Viên thản nhiên nói, Vô Ngân đại sư sẽ thông qua giảng pháp, hóa giải lệ khí trong lòng mọi người, trấn an cảm xúc đau đớn. Cậu muốn lý giải thành tẩy não, cũng có thể. Tôi cảm thấy cậu nghe một chút có lợi. Nguyên Thủy, cậu là người tốt, nhưng cậu có đôi khi sẽ rất cực đoan, người cực đoan, lệ khí cũng không nhẹ. Một lời không hợp liền phát thẻ người tốt. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, được, đến lúc đó tôi sẽ tới. Tiểu Viên dịu dàng nói, cũng nên giới thiệu cậu cho mọi người làm quen một chút. Buổi chiều, giờ cao điểm đưa cơm chấm dứt. Vẫn là cửa hàng lớn khu đô thị cũ, bánh bao máu người nhiệt tình tiếp đãi Khấu Bắc Nguyệt cùng tiểu đệ của hắn. Lão đại, từ hôm nay trở đi, cậu chính là lão đại của tôi. Bánh bao máu người cúi đầu khom lưng, lộ ra nụ cười nịnh nọt, dẫn Khấu Bắc Nguyệt vào ngồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này, động tác rất nhanh. Khấu Bắc Nguyệt vừa nghe, đã biết Nguyên Thủy Thiên Tôn xử lý xong việc rồi, nhất thời cằm nâng cao lên, nói, Khấu Bắc Nguyệt tôi có khi nào từng bắn pháo giấy. Từ trước tới giờ đều là một bãi nước miếng một cái đinh. Bánh bao máu người vội nói, đúng đúng đúng, lão đại cậu một lời nói nặng tựa ngàn vàng, lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng, bàn luận chung, sống chết cùng. Nhóc mập vẻ mặt không vui nhìn hắn, thầm nhủ đây là muốn tranh sủng với mình. Bánh bao máu người gọi nhân viên phục vụ tới, gọi xiên nướng cùng thịt bò hầm, thấp giọng nói, Mary đẫm máu là ai giết. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu, lang quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1288, huyễn thuật sư ly kỳ mất tích 3. Khâu Bắc Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt cao thâm khó lường, cái này anh không cần biết. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn à? Bánh bao máu người nói. Sao anh biết? Khâu Bắc Nguyệt trợn mắt cứng lưỡi. Cậu cho rằng chuyện lớn như vậy, Linh Năng Hội sẽ không điều tra. Bánh bao máu người đã sớm có hiểu biết rõ ràng đối với chỉ số thông minh của Khấu Bắc Nguyệt, trực tiếp bỏ qua, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này, gần đây cũng giết tới điên rồi, phá hủy mười mấy chợ đen của Tùng Hải, tỉnh Giang Nam. Nghề nghiệp tự do địa giới Tùng Hải, bây giờ là chim sợ cành cong, bị dọa cũng không dám bước ra khỏi cửa. Tôi biết ngay mà, kẻ này sau khi tấn thăng thánh giả, tuyệt đối là tai nạn của nghề nghiệp tự do, xem, lời tiên đoán trở thành sự thật rồi nhỉ. Bắc Nguyệt à, về sau có cơ hội, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với hắn, cậu vị lão đại này, tôi nhận định rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt hắn lại không có chút nào sợ hãi cùng kiêng kỵ, ngược lại xuân phong đắc ý. Bánh bao máu người cho rằng, hợp tác thêm vài lần, tiêu hao nhiều một chút cán bộ của Linh Năng Hội, hắn sớm hay muộn có thể trở về Tùng Hải, được cổ vương coi trọng. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là dưỡng khấu tự trọng. Có nghĩa là cố ý không cho địch đánh, cố ý giữ chân các thế lực thù địch hoặc đối lập để làm nổi bật lên sự quan trọng của mình. Mặt khác, Bắc Nguyệt tiểu tử này không có ưu điểm gì, nhưng rất có nghĩa khí, mà hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ không tầm thường. Chỉ cần ôm chặt Khấu Bắc Nguyệt cái đùi này, tương lai cho dù trở về Tùng Hải, cũng không cần lo lắng bị quan phương thanh toán. Khấu Bắc Nguyệt lâng lâng, vỗ bả vai búp bê, nói, bánh bao à, đi theo tôi lăn lộn, ca sẽ không bạc đãi cậu. Đương nhiên, kính lão đại một chén. Khi hai người chạm cốc, lương thần chọn chủ mà thí nhắc nhở, uống rượu không ra xe, lái xe không uống rượu. Chúng ta lái là xe bình điện. Bánh bao máu người nói, xe bình điện cũng là xe. Ây, tiểu tử cậu bắt lỗi à. Lương thần chọn chủ mà thí thở dài, Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này càng ngày càng đáng sợ. Ở lúc giai đoạn siêu phàm, hắn cũng là tuyển thủ hạt giống, cũng là thiên tài, nhưng sau khi tấn thăng thánh giả, quầng sáng liền phai nhạt, tuy vẫn như cũ mạnh hơn thánh giả bình thường, nhưng tuyệt không tính là thiên tài trong cảnh giới thánh giả. Cái này giống học bá đi ra từ một số địa phương nhỏ, ở địa phương thích hợp mình nhìn xuống thiên hạ, một khi đến thành phố lớn, nhanh chóng trở thành tầm thường. Đại bộ phận thiên tài cảnh giới siêu phàm đều gặp khốn cảnh tương tự, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục hát vang tiến mạnh. Nhóc mập khó tránh khỏi có chút nhụt chí. Gần đây có chuyện gì thú vị không? Rượu qua 3 tuần, bánh bao máu người như nói chuyện phiếm hỏi. Bây giờ là trung tuần tháng 7, mọi người đều tương đối an phận. Nhóc mập nói.
hắn cũng không quản bánh bao máu người và Khấu Bắc Nguyệt có thể nghe hiểu hay không. Nhóc mập uống một ngụm rượu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, giọng điệu ngưng trọng nói, đúng rồi, tôi gần đây thu được nội bộ hư vô giáo phái thông báo. Tỉnh Giang Nam, tỉnh Hoài Hải không ít huyễn thuật sư ù ù cạc cạc mất tích, nghi ngờ bị giết hại, nhưng lại không giống như là quan phương gây nên. Có thể là kẻ thù chứ, Khâu Bắc Nguyệt nói. Cũng có thể là người linh năng hội phân hội khu Nam làm. Bánh bao máu người nói, hai người đối với việc này cũng không có hứng thú lắm. Nhóc mập nhíu chặt lông mày, chưa chắc, tổ chức bảo chúng tôi thông qua con đường của mình tìm hiểu việc này. Nói xong, hắn nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt. Ý tứ rất rõ ràng, ở phương diện tình báo, không có tổ chức nào có thể sánh vai quan phương. Được, tôi giúp cậu thăm dò một phen. Khấu Bắc Nguyệt gật gật đầu, cúi đầu, lấy ra điện thoại di động, soạn tin nhắn, chuẩn bị hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm hiểu. Nhóc mập vẻ mặt chờ mong nhìn. Trong ánh chiều tà, Trương Nguyên Thanh quay về vịnh Phó Gia, ngồi ở bên cạnh bàn đá của sân trước nhà, lấy ra tấm da dê lão mõ cho. Kỳ hạn 10 ngày đã đến, gương quỷ chính là vật của hắn. Hắn lục tục lấy ra vài món tài liệu tương đối rẻ tiền, bày ở trên bàn, điện thoại di động trong túi lại tinh một tiếng, nhắc nhở có tin nhắn tới. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Tỉnh Giang Nam cùng tỉnh Hoài Hải có huyễn thuật sư ly kỳ mất tích. Hư vô giáo phái cho rằng không phải quan phương gây nên. Hắn cẩn thận đọc xong tin nhắn Khấu Bắc Nguyệt gửi đến, phản ứng đầu tiên là Thuần Dương trưởng giáo. Hư vô giáo phái, làm tổ chức lớn trong nghề nghiệp tà ác, cơ sở ngầm và quan hệ trải rộng các ngành các nghề. Lại thêm tính đặc thù của nghề nghiệp này, nếu thành viên trong tổ chức chết bởi quan phương săn giết, bọn họ không có khả năng không tra được. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1289, tặng một đồ đệ một. Mà Thuần Dương trưởng giáo là ở cổ mộ tỉnh Giang Nam bị đào ra, tỉnh Giang Hoài tiếp giáp tỉnh Giang Nam. Huyễn thuật sư hai nơi này vô cớ tử vong, rất khó không khiến Trương Nguyên Thanh hoài nghi đến vị người tu hành cổ đại này. Thần dạ du của Thái Nhất Môn chưa gặp độc thủ, ngược lại là huyễn thuật sư của hư vô giáo phái bị nhằm vào. Hắc, cho căn chó, không, nghề nghiệp tà ác đáng chết nữa, ít nhất còn chịu giá trị đạo đức ước thúc, mang đi so sánh, Thuần Dương trưởng giáo mới là chó nhất. Trương Nguyên Thanh gián đoạn nghi thức hiến tế, gọi điện thoại cho Cao Phong trưởng lão. Cao Phong trưởng lão, tôi thu được tình báo, huyễn thuật sư của hư vô giáo phái, nam phái gần đây ù ù cạc cạc, mất tích. Giống như không phải quan phương làm, tôi hoài nghi là Thuần Dương trưởng giáo, ngài phụ trách truy bắt hắn, gần đây có manh mối gì hay không? Cao Phong trưởng lão nghe xong, giọng điệu liền trở nên trầm trọng, không chút manh mối. Ai, tôi chỉ là thổ quái, không phải thám báo am hiểu truy tung, đại trưởng lão đây là ngáng chân tôi mà. Dừng một chút, hắn nói, manh mối tôi nơi này trái lại có vài cái. Từ sau sự kiện cổ mộ, tỉnh Giang Nam đã xảy ra mấy vụ án không rõ nguyên nhân cái chết, cảng Ung Thành đoạn thời gian trước truyền ra sự kiện ma quỷ quậy phá. Có một thủy quỷ quan phương lúc ở đáy biển chấp hành nhiệm vụ mất tích, sau đó phân bộ Ung Thành tổ chức nhân thủ xuống biển vớt. Phát hiện một thi thể hư thối, cùng với dấu vết chiến đấu, nhưng chưa tìm được vị đồng nghiệp kia, tôi hoài nghi có liên quan với Thuần Dương trưởng giáo. Thông qua cắn nuốt linh thể hành giả quan phương, nắm giữ hiện trạng, phân bố tổ chức các linh cảnh hành giả trước mắt. Trương Nguyên Thanh nói ra ý kiến của mình, cho nên chuyện huyễn thuật sư nam phái ly kỳ mất tích, quá nửa thực sự có liên quan với hắn. Cao Phong trưởng lão thở dài nói, làm thổ quái, hắn có được phòng ngự thế gian hiếm thấy, cùng với chiến lực không tầm thường, nhưng truy tung, quyền mưu, tính kế các thứ, hắn là không am hiểu. Mọi người đều biết, nghề nghiệp thổ quái phổ biến tính cách là đôn hậu, chất phác, ôn hòa. Tính kế người ta loại chuyện này, thủy quỷ, mộc yêu cùng thám báo đến làm. Cao Phong trưởng lão yên tâm, tôi sẽ tận khả năng giúp ông. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội tạo quan hệ tốt đẹp, thực không dám giấu, vị nương nương kia cũng rất muốn diệt trừ Thuần Dương trưởng giáo, cô ấy nói sư tôn không chết, bổn tọa cuộc sống hàng ngày khó yên. Cao Phong trưởng lão vốn không để bụng lắm, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp bậc không đủ, quá khứ cũng chưa bày ra năng lực tính kế, đuổi bắt đặc biệt mạnh. Nhưng nghe được Tam Đạo Sơn nương nương rất để ý việc này, lập tức coi trọng hẳn lên, thiếu chút nữa quên,
cậu có thể liên hệ thượng vị thần Nhật Du cổ đại kia. Nguyên Thủy, nếu cậu có ý tưởng cùng kế sách gì, nhớ rõ cho tôi biết. Không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh đạt được một sếp lớn phân bộ hàng thành coi trọng, vui vẻ kết thúc cuộc gọi. Tiếp theo, hắn trả lời một tin nhắn cho Khấu Bắc Nguyệt, mang chuyện Thuần Dương trưởng giáo nói chi tiết cho đối phương. Khấu Bắc Nguyệt quá nửa là hỏi thay lương thần chọn chủ mà thí, nếu có thể thông qua tuyến này, mang uy hiếp của Thuần Dương trưởng giáo truyền lại cho hư vô giáo phái, trái lại là cái biện pháp không tệ. Ở trên chuyện xử lý Thuần Dương trưởng giáo, nghề nghiệp tà ác cũng có thể coi là bạn. Lấy sự quỷ dị cùng thủ đoạn của huyễn thuật sư, có lẽ so với quan phương càng dễ dàng nắm giữ một ít manh mối hơn. Đến lúc đó, lại thông qua lương thần chọn chủ mà thí thu hoạch tình báo, truyền lại cho Cao Phong trưởng lão. Vị sếp lớn hàng thành này liền thiếu nợ hắn nhân tình to lớn. Tinh. Điện thoại di động Khấu Bắc Nguyệt đặt trên bàn vang, hắn không ngay lập tức, lấy chén rượu đối ẩm cùng bánh bao máu người. Trả lời rồi. Nhóc mập vội vàng đẩy lão đại một cái, ra hiệu hắn mau xem tin nhắn. Khấu Bắc Nguyệt buông chén rượu, cầm lên điện thoại di động mở khóa vân tay, tập trung nhìn vào, chợt vỗ đùi, cái đệch, bộ dáng thoạt nhìn rất lợi hại, người tu hành cổ đại. Sau đó ăn xiên nướng uống rượu, nhóc mập lại nắm chặt điện thoại di động, đọc tin nhắn một lần rồi lại một lần, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Người tu hành cổ đại đồng thời tu pháp thuật huyễn thuật sư cùng thần dạ du, người tu hành cổ đại không chịu giá trị đạo đức ước thúc, cắn nuốt linh lực của thần dạ du cùng huyễn thuật sư trưởng thành. Đọc một lát, lưng hắn cũng sắp đổ mồ hôi lạnh. Quá đáng sợ rồi, loại tồn tại này quá đáng sợ rồi, nhưng mà, người tu hành cổ đại vì sao sẽ xuất hiện ở hiện thực? Mình nhớ rõ tư liệu bên trong giáo phái ghi lại, người tu hành cổ đại đều đã chết sạch rồi mà. Một tồn tại không chịu giá trị đạo đức ước thúc, kiêm tu thần dạ du cùng huyễn thuật sư hai đại nghề nghiệp đỉnh phong, quả thực là ác mộng của linh cảnh hành giả. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1290, tặng một đồ đệ hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà lại mang tình báo quan trọng như vậy nói cho lão đại, không, hắn không phải nói cho lão đại, hắn là đang nói cho mình biết. Nhóc mập đứng bật dậy, bây giờ ít đơn, không cần liều mạng làm việc như vậy, ngồi xuống. Khâu Bắc Nguyệt bảo tiểu đệ ngồi xuống, tiếp tục uống rượu, hôm nay ba người chúng ta làm phát ba anh em kết nghĩa vườn đào. Hắn rõ ràng uống có chút quá chén rồi, ai, lão đại căn bản không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không có não tốt, không não vui vẻ. Nhóc mập làm sao uống nổi, khuôn mặt mập mạp lộ ra ngưng trọng cùng bất an, lão đại, tôi có việc phải đi về một chuyến. Nói xong, không để ý Khấu Bắc Nguyệt giữ lại, sải bước đi về phía xe điện bên đường, chạy đi để lại làn bụi. Trên tin nhắn nói, vị Thuần Dương trưởng giáo kia chưa khôi phục, mà huyễn thuật sư gần đây mất tích. Cấp bậc đều ở cấp 1 cùng cấp 2, không có cấp 3, phải ở trước khi hắn khôi phục, bóp chết uy hiếp ở trong nôi. Vịnh phó ra. Trương Nguyên Thanh mang sức chú ý tập trung ở trên tấm da dê, sau khi xác nhận tài liệu không có vấn đề gì, hắn phủ tấm da dê ở trên tài liệu, cùng đưa vào thái âm lực, trong miệng lẩm bẩm, nương 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 mau ra đây, nương 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 mau ra đây. Trong tiếng lẩm bẩm không có ý nghĩa, tấm da dê nhanh chóng rút cạn linh tính của tài liệu, trận pháp hình tròn linh triện vẽ cho trên đó nổi lên mặt giấy, nhanh chóng bay lên không, trung, ở trên cao mười mấy mét đọng lại. Một giây sau, trận pháp hình tròn hướng vào bên trong sụp xuống, hóa thành một thông đạo hình vòng tròn. Mấy hơi thở sau, trong thông đạo sụp xuống tối đen trào ra hào quang vàng óng mênh mông to lớn. Cái đệch, khí tức của nương nương mạnh lên mấy lần, cảm giác so với khí tức của ma nhãn còn khủng bố hơn. Uy áp mênh mông to lớn dợp trời dợp đất hạ xuống, khí tức chúa tể địa vị cao buông xuống nhân gian, Trương Nguyên Thanh ngay phía dưới đứng mũi chịu sào. Hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa nạp đầu liền bái cả người nằm ở trên mặt bàn, không dám nhúc nhích chút nào cả. Đột nhiên, ở lúc hào quang vàng óng tới gần cửa thông đạo, bị một vách ngăn vô hình ngăn trở. Hào quang vàng óng sau khi gặp ngăn trở, bắn dội ngược lại, va chạm với hào quang vàng óng đến tiếp sau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ thông đạo hình tròn hóa thành một vầng mặt trời nhỏ. Cũng đúng lúc này, Trương Nguyên Thanh thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tình, ngài đang mạnh mẽ mở ra cửa vào linh cảnh, mời lập tức ngưng hẳn,
bằng không sẽ chịu trừng phạt. Hiển nhiên, mạnh mẽ đà thông thông đạo linh cảnh cùng hiện thực, bị linh cảnh ngăn cản, vách ngăn kia chính là linh cảnh chế tạo. Hừ, trong thông đạo truyền đến tiếng hừ lạnh nhạt. Sau đó, hư không truyền đến tiếng vang thanh thúy răng rắc, vách tường vô hình kia ở đáy hào quang vàng óng răng kín vết rạn. Sau đó nữa, vách tường ầm ầm vỡ vụn, một luồng ánh sáng vàng óng hạ xuống, ầm một tiếng đóng đinh ở trên mặt đất, rõ ràng là một chiếc chảy phục ma. Đạo cụ này ở trong tay chủ nhân thật sự, cùng ở trong tay chủ nhân vô dụng, hoàn toàn là hai món đạo cụ khác nhau. Sau khi thông đạo mở ra, hào quang vàng óng dợp trời dợp đất buông xuống, hoa cỏ trong sân nháy mắt cháy thành tro. Trương Nguyên Thanh phản ứng cực nhanh, ở trước khi thông đạo sinh ra vết nứt, đã sớm lăn lộn trốn mất. Đợi hào quang vàng óng buông xuống, Trương Nguyên Thanh chờ mong nhìn bên trong thông đạo, đợi gương quỷ rơi xuống, đồng thời hô, nương nương, sư tôn đáng băm vằm kia của ngài xử lý như thế nào. Hắn khéo đưa đẩy, đám phế vật quan phương xa xa không trí tuệ bằng nương nương, căn bản không bắt được người. Trong thông đạo truyền đến tiếng lão mõ trong trẻo lạnh nhạt từ tính, chờ ngươi lần sau tiến vào linh cảnh nói kỹ. Được rồi, đi xuống đi, về sau ở hiện thế làm việc cho tốt, chớ làm vi sư mất mặt. À, nương nương ngươi có ý tứ gì, ngài đang nói chuyện với ai? Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra. Lúc này, trong thông đạo truyền đến một thanh âm không tình nguyện, sư tôn, ngài cân nhắc thêm một chút. Thông đạo lập tức sẽ đóng lại, ngươi là tự mình đi, hay là vi sư đạp ngươi xuống? Giọng lão mõ lạnh lùng vô tình, xa không ôn hòa bằng lúc nói chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh âm này là linh thể đang nói chuyện, không thể nào. Trong lòng Trương Nguyên Thanh đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu không thể tưởng tượng. Một giây sau, một cái bóng váy đỏ nhanh nhẹn hạ xuống, kèm theo âm khí nồng đậm. Theo nàng hạ xuống, thông đạo cũng không duy trì được nữa, nhanh chóng co rút lại, tiếp đó biến mất. Tiếng linh cảnh nhắc nhở cũng theo đó biến mất, không cảnh cáo nữa. Trương Nguyên Thanh ngồi ở bên bàn tròn, trợn mắt cứng lưỡi nhìn cô gái hạ xuống. Cô mặc váy mặt ngựa đời Minh, khố trên thân thêu rồng phượng tinh xảo đẹp đẽ, cực kỳ bó sát người, phác thảo ra bộ ngực đầy đặn cao ngất. Các bạn vừa nghe xong tập 129 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.